Cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn thân mến, thời gian vừa qua thì vì một số cái công việc như là cái công việc ở trong khu vực Ma Lé của em nó tương đối là nhiều ấy và dày nên là không thể vào thăm Di được. Thì trước đây thì em có nhận được số tiền của anh Tuấn ở trong trong Tây Nguyên á, Buôn Mê Thuột á, đấy anh gửi cho em thì anh có nhờ em mua một ít cái đồ gia dụng là chậu rửa, xô và chậu cũng như là cái rổ giá vào cho nhà Di. Đấy, thì đến ngày hôm nay thì sắp xếp thời gian công việc thì em mới vào thăm em Di được nhé mọi người nhé. Đấy, trước đấy thì A Páo cũng như là em Ali thì cũng thường xuyên vào, nhưng mà đây là cái số tiền này em nhận từ trực tiếp từ chỗ anh Tuấn nên là hôm nay em mới sắp xếp được vào. Đấy, còn bây giờ thì đang ở cửa nhà Di rồi. Mọi người nhé, mọi người cùng em vào trong nhà Di xem cuộc sống của Di trong cái thời gian này nó như nào nhé mọi người nhé. Làm gì ấy? Ôi giời ơi, cả Ali ở đây. Ai? Ôi giời ơi, không hẹn trước. Em mua một cái chảo à? Em mua rồi á? Không, nhiều cái cũng được. Không thấy anh ấy anh dặn anh mua. Hả? Biết thế thì gọi điện. Ôi đây này, giới thiệu mọi người nhé, Ali này, hôm nay bắt gặp Ali đấy. Em mới vào được một lúc. À, ra lâu chưa? Vừa ra được chắc khoảng hơn tiếng. À, đây, đây, quà cho Di đây. Đấy. Cái này là cho Di. Cảm ơn đi. Cảm ơn đi, Di. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Cháu cảm ơn chú. Rồi, đây là của hai anh em chia nhau này. Đấy, hai anh em này cũng có quà. Chia đi, em chia cho bạn nữa. Thế là lại có một cái chảo để làm biết thế thì sáng nay để anh em vào. Ê, tưởng anh vào bên trong kia chứ. Anh đấy là hôm nay đi Ma Xí, nhưng mà ở trong Ma Xí là vào chỗ nhà Pó ấy. Nhưng mà trong chỗ nhà Pó là hôm nay là bên đấy là có một chút vấn đề. Ừ, nên là hoán. Đi đây. Không biết à? Ali bóc cho. Di biết mà, Di cảm nhận được bóc thế nào. Bắt được không? Bắt thế hả? Bắt thế à? Đây bóc đi, ba anh em bóc chia nhau đi đây. Anh bóc cho. Nào, bóc ra. Mỗi người một cái. Đấy, em chia cho mỗi bạn một cái đi. Đi hai cái luôn. Đó. Cho đây nhá, gì nhá. Bê vào trong này anh nhỉ? Ừ, cho vào trong. Ô, đây có con đường đi à? Mấy bạn chia nhau nhá. Ừ. A chi. Ở đây nó tha gì nó đây luôn đi nào, túi luôn. Ali ơi, hộ anh bóc cái, anh cầm mới quay bóc chia cho mấy em. Ờ, anh mày vào thế à? Anh đi một mình đây. Để xi chưa? Xi chưa? Xi chưa? Rồi ôi, nhìn thằng trai của chúng ta cắn gông huynh để cắn cái túi xúc xích này. Ngon không hả Di? Ngon không? Tê. Ca gì ca? Ca. Ca. Ngon lắm nhờ, cô nhờ. Cái này chị Mỹ ơi, đây cái chậu cho chị này. Thôi, chậu xúc xích đâu. Đây, cái này nhá. Cái... cái này là để nào Di cất này đi nào, cái của Di Di cất đi. Làm được ạ. Xích cất đi ha. Cái này là cái để rửa rau này, hai cái rổ nhỏ nhỏ để rửa rau. Đấy, hai cái chậu nhỏ này. Đấy, cái lại một cái xô, một cái chậu nhá. Đấy, đấy cất đi rồi. Cảm ơn anh nhá. Ôi cảm ơn. Đấy, thật ra thì là trước đây á, quay chia sẻ về cái hoàn cảnh của nhà chị Mỹ thì
anh Tuấn anh thấy là không có cái vật dụng bình thường ấy, như là cái chậu thì là anh có gửi tiền cho em để mua cho nhà em Di. Đấy, một cái vài cái chậu và rổ rau để rửa mọi người ạ. Đó. Mọi người thấy trong bếp không đấy? Có một cái xô sơn này và nồi niêu thôi nhé. Đấy, không có chậu thì là ngày hôm nay vào đây thì cũng cũng rất là tình cờ thì Ali lại mua trước một cái chậu hai cái chậu rồi. Đấy, thì là hôm nay em vào đây thì lại thêm hai cái nữa, thế là bây giờ mình thoải mái chậu nhá. Vâng. Rất cảm ơn anh nhiều nhá. Rồi. Thế dạo này học sáo như nào rồi? Hả gì? Dạo này chú không vào được học như nào rồi? Ờ cả sáo lý giản à, cả hành chứ nào. Hành à? Hành à? Giỏi rồi. Giỏi rồi. Thôi đấy, thống bài tả anh nhá. Thật chú. Đấy, hay nhờ, vỗ tay nhờ. Đấy, bài này là bài người nghèo ơn đảng. Thì là em bảo Di là thổi chậm chậm một chút. Đấy, em hơi em đang bắt đầu là thổi cái đoạn đào đó. Ừ, em thổi hơi nhanh. Nhanh, bắt một đôi nhạc. Đúng rồi. Ui. Mở giấy đốt nhà. Và lãng thang ngáo suốt đời. Đấy. Bây giờ cháu cảm nhận được nốt nhạc rồi. Cảm nhận được khi mà thổi được những cái bài này ấy, là dần dần nó sẽ thổi nhanh. Cảm nhận được nhiều bài hát khác. Học của Di rất là sáng tạo nhé mọi người nhá. Em mới đây này, mọi người để ý đây. Em mới dùng cái loa này. Đấy. Sau đó là lắng nghe, sau đó thổi theo mọi người ạ. Đấy. Nhìn cái cảnh. Hay quá nhờ. Đấy. Thế là sau khi thổi bài này xong, ở trong này còn nhiều bài hát không hả Di? Còn nhiều điệu sáo không? Hôm nay mới một trái bài. Trong này có mấy bài? Hôm nay mới trái bài. Hãy ơn một giọt đàn à? Có mấy bài hả? Chắc là có hai bài đâu. Bài. Đấy, cứ cho em mới thổi thuần thục bài này đã nhỉ? Đã là có máu cho ta chứ. Một bài. Hai bài. Hai, ba bài. Hai bài. Di vừa thổi theo cái âm thanh ở trong loa thì em vừa bảo là hết pin rồi. Đấy. Nên là không gian riêng của Di đây. Hết pin thì bây giờ Di thổi cho anh em một bài nhá. Nhá. Thổi xong đi đá bóng, có đi đá bóng không? Ô. Nhà chưa ăn cơm mà chị? Vâng, đợi anh nữa mà. Ôi trời ơi, không phải đợi đâu. Hôm nay vào đây thì là gặp lại cô Câm. Trước đây thì cách đây cũng hơn nửa năm rồi thì em có cùng với lại em Huy Béo vào trong này quay clip mà trở lại Má Tìa mà giúp bà cụ chở củi về nhà ấy. Thì là chính cái cô Câm này đó.
nếu mà em không nhầm thì chính cái bộ quần áo màu như này luôn. Đấy, cô chạy đến giúp. Đấy, đựu cái gùi củi rất là to ấy, về nhà thì là khi mà bê xuống ấy, từ trên xe xuống thì là chính cô đây đã đến giúp nhé mọi người nhé. Cục cơm này chu đáo hết đấy nhá nhờ. Ừ, cái gì không biết làm. Đúng rồi. Đấy. Rồi là không biết, không nghe được với lại không nói được. Này là Ali thì à. Thế ở lại chỗ nhà chị Mỹ em sẽ đưa Di đi chơi. Vì Ali là bận một chút việc đấy, thì em sẽ đưa Di lên trên trên nhà chú mua. Đấy. Ô, sao không qua bên này hả Di? Lại qua đây. Thế bên cạnh nhà Di này là cái bậc này rất nguy hiểm. Nhưng được cái là Di đó cái gần như là quen rồi á, nên là em ấy có thể đi rất là tự tin. Đấy. Đưa Di lên nhà chú mua. Em với lại Di lên nhà chú mua chị nhá. Vâng. Rồi thì mang đồ vào cho gia đình em Di. Em ở lại chơi một chút thì đón Di lên trên nhà bé Trơ mọi người ạ. Đấy. Bởi vì là em Ali với lại chị Mỹ và cái cô mà áo vàng vừa rồi ở dưới nhà em Di ấy thì cũng hẹn nhau sẽ đi xuống dưới cái làng Thiên Hương, thì là Di cũng bảo lên trên này chơi thì là em cũng đưa lên luôn. Chị nó chê đó. Lo mua. Sao? Ô, chị nhỏ rồi. Đi đâu? Đóng cửa hết rồi. Thế bây giờ đi đâu? Lại Di thích đi đâu? Đi chơi. Đi chơi nhá. À. Đấy, đây là cái nhà của bé Trơ. Bé Trơ mà bị cái chân nó dạng như bại liệt á, đó. Trên này là cái nhà cũ này. Đấy, còn bên dưới này là cái nhà của các cô chú và bên hội thánh ca Thiên Hương chú Cao Tăng cũng như là các cô chú mạnh thường quân thông qua kênh Ali gửi tặng nhé mọi người nhé. Đấy. Bé Di thì rất là ngấu hứng. Đấy, đến đây là thổi một bài sáo luôn này. Bài mèo đặt. Người mèo ân đáng. Rất là hay nhờ, gì nhờ. Anh là ơ. Mày vừa rồi là anh là ơi á? À rồi, thôi đi, đi chơi đi nhờ. Chơi không ở nhà rồi thì mình đi chơi nhờ. Vừa rồi đi vào nhà của chú mua, nhà bé chơi ấy. Nhưng mà cả nhà đi vắng, em với lại Di đi vào cái đồi thông ở ngay gần nhà Di luôn. Đấy, lên đây chơi bởi vì bây giờ về nhà Di thì nhà cũng không ngoài nhà. Bởi vì là mẹ Di đưa em Ali đi lên trên, đi xuống cái làng Thiên Hương rồi.
Ngon không? Ngon. Ngon à? Ừ. Đây thì cái tiếng thông này. Đấy, mọi người nghe tiếng gió thổi. Đấy, thông reo vi vu luôn. Vừa rồi em với lại Di đi dạo quanh quanh khu nhà đây ạ. Thì giờ đưa Di về. Đưa về nhưng mà ui, nguy hiểm quá. Di đi qua đoạn này rất là nguy hiểm. Di đang đi xuống chỗ gì của Di là em dính á, bị câm đấy. Em gặp dính đây nhiều rồi mọi người ạ. Dính này đó, công việc nó rất là hoạt bát mà rất là chăm chỉ nhé. Dính đang tưới rau. Rau gì đấy hả Dính? Rau chi à? Cây đỏ. Cây đỏ à? Ờ. Cây đậu đấy. Đang trồng đậu. Phải không hả Dí? Phải đậu không? Di mệt à? Di mệt à? Không biết. Không biết à? Cô câm cô ấy ngại á mọi người ạ. Này, quấn hết khăn kín mặt. Ô này. Đấy, đây là trồng rau là phải đi gùi nước về nhá. Vừa đề nhá Hoa Tường. Tín liệt tí à? Điền Thiên Hương. Ừ, Điền Thiên Hương à? Anh chàng Di này là rất hài hước đây mọi người ạ. Đấy. Ly chó tứ. Ly nho chê chơ lò. Ly mù bèn chào. Ờ, mù chì mù. Mù, đi. Ồ, đi. Hai em nhỏ đang nghịch cái luống rau của cô Câm. Cô Câm que cô đang nói. Đấy. Ôi, Di mà Di. Ôi, em đang mải quay cô Câm thì em Di chạy đi thôi. Cô ấy thấy thế là vứt luôn cái điệu này để chạy theo Di. Hả? À gì? Thân hết thân. À ở ơ nhưng không ạ. Mama Di ơi. Mama Pamu. Rất nguy hiểm luôn đó mọi người ạ. Đấy. Đấy. Ô. Cô Câm là rất hoạt bát luôn. Chào Dí nhá. Đấy. À, xin chào toàn thể mọi người nhé. Thì là cái video của em ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh YouTube Cực Bắc TV. Xin chào.